kính thưa quý vị và các bạn, hùng tráng kỳ vĩ và đầy tự hào, đó là cảm nhận của đông đảo du khách và trong đó có cả bản thân tôi khi được tận mắt chứng kiến và chiêm ngưỡng bức tranh toàn cảnh panorama về đề tài chiến dịch Điện Biên Phủ. Và bức tranh được vẽ thì đã thể hiện một cách trực quan, sinh động và chân thật về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Cho đến thời điểm này thì đây là bức tranh toàn cảnh có đề tài về chiến tranh lớn nhất khu vực Đông Nam Á và trên toàn thế giới. Trong cuộc phỏng vấn chuyên đề ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ ông Nguyễn Văn Mạc là chủ trì thực hiện bức tranh toàn cảnh này trong suốt 2 năm qua. Và đầu tiên thì xin được chúc mừng ông và cộng sự của mình đã thực hiện xong cái bức tranh hùng vĩ này. Và để cho quý vị khán giả cũng như là đông đảo du khách trên địa bàn tỉnh Điện Biên khi đến với Điện Biên được hiểu một cách tổng quan đầy đủ về bức tranh này, thì xin ông có thể chia sẻ về ý tưởng cũng như là cái quá trình nghiên cứu để thực hiện cái bức tranh hùng vĩ như này. Bức tranh này được hình thành ý tưởng năm 2014. Khi chúng tôi tiếp cận với cái không gian mà để vẽ bức tranh này tại Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. Sau đó mất một năm để viết đề cương cái bức tranh này. Chuẩn bị viết đề cương. Và sau khi viết đề cương xong, phân cảnh, tất cả các phân cảnh trong bức tranh thì mất 18 tháng là vẽ phác thảo bước 1. 18 vẽ phác thảo 1, sau đó mất 2 năm để vẽ chuyển sang vẽ phác thảo bước 2. Và đến năm 2019 này thì mình lên vẽ tại chính thức lên phóng 1-1 ở Bảo tàng Chiến thắng Lịch sử Điện Biên Phủ. Trong cái quá trình đó thì chắc chắn là mình có cái sự nghiên cứu rất là đồng bộ và từ rất nhiều lĩnh vực khác nhau. Vậy thì ông có thể cho biết quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài này ạ? Thứ nhất là bức tranh này là một bức tranh khổ lớn. Ở Việt Nam chưa bao giờ ta thể hiện, và thế giới cũng không có nhiều. Nên quá trình để thể hiện bức tranh này thì sự tìm tòi, nghiên cứu. Nói về thời gian thì mình không thể nào mình nói được là bao lâu, nói là như vậy. Theo đánh giá của họa sĩ Vi Kiên Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, thì có nói rằng là đây là một sự tiến bộ vượt bậc về mỹ thuật Việt Nam. Không gian rộng lớn của chiến dịch đã được thể hiện một cách chuyên nghiệp. Vậy thì tại sao mình lại vẽ trên chất liệu bằng toan mà không phải bất kể chất liệu khác? Trước đây là vẽ sơn dầu, bây giờ mình vẽ có công nghệ được thay đổi, vẽ acrylic trên cái vải toan này. Thứ nhất là vẽ bằng chất liệu acrylic này nó thể hiện được sắc độ, màu sắc. Ta thể hiện được theo ý, chủ đề tư tưởng, ý của mình. Phần thứ hai nó là sự bền vững. Cái acrylic này vẽ trên vải toan này chúng ta có thể giữ bền hàng trăm năm. Nhưng nó một phần nữa là một trong những cái chất liệu cũng là loại chất liệu sang trọng trong cái hội họa. Trong hội họa thì có rất nhiều thể loại, nhưng lựa chọn sơn dầu, bức tranh khổ lớn đó là một hợp lý nhất, và để ta diễn tả được bức tranh được, nó đạt được cái theo ý muốn của mình nhất. Có 4 trường đoạn trong cái bức tranh toàn cảnh này, đây có phải là ý tưởng ngay từ khi ban đầu triển khai bức tranh hay không, hay là có những ý tưởng liền kề và sau đó thì chấp lối thành cái 4 cái trường đoạn như này thưa ông? Khi chuẩn bị với đề cương thì bọn tôi phải xác định, tôi phải chỉ đạo xác định ngay. Cái bức tranh tròn này ta phải vẽ thế nào đây? 56 ngày đêm của Điện Biên, nó rất nhiều điểm. Ta đã chọn cái thứ nhất là để được chiến thắng cái Điện Biên này, ở nhờ đâu? Mình ra một cái tiêu chí đầu tiên, ở đâu? Đó là lòng dân, sức mạnh của toàn dân. Đề tài một đầu tiên, đối với tôi, đầu tiên tôi phải đưa cái chính là toàn dân ra trận. Đây là sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam. Cảnh thứ hai là cảnh khúc dạo đầu hùng tráng, nghĩa là mở đầu của chiến dịch. Và trường đoạn thứ ba thì mình vẽ về, nói về điều ấy một. Mình cái chủ đề của bọn tôi ghi là cuộc đối đầu lịch sử, vì nó mất 39 ngày và 34 ngày. Cuộc đối đầu khốc liệt đó để quyết định cái chiến thắng đó. Đó là quả bộc phá nổ cuối cùng, nổ ra là tiến thắng. Và cái trường đoạn thứ tư là gọi chiến thắng cũng được, hay là bọn tôi gọi là khúc khải hoàn như thế thì cũng là được. Thì đấy là 4 chương. Là có ý tưởng khi viết đề cương đã phải viết như thế để mà phân cảnh ra, để mà vẽ. Như ông vừa chia sẻ thì đến tháng 2 năm 2019 ý, thì những nét vẽ đầu tiên thì đã được triển khai thực hiện tại đây.
Vậy thì để thực hiện được những nét vẽ đầu tiên đấy thì chắc chắn là trải qua quá trình nghiên cứu rất là dày công. Vậy thì có những khó khăn nào trong quá trình triển khai thực hiện thưa ông? Bức tranh này thì nói chung khó khăn bắt đầu từ lúc đầu cho đến lúc kết thúc. Tại vì khi ta nghiên cứu về đề cương, mà từ đề cương, từ văn viết ta lại ra đến đến đề hình, nó là bước một. Bước một từ khổ nhỏ nhưng ta vẫn phải có phác thảo bước một. Nếu chung là không có phác thảo thì ta không thể thành được. Và nghiên cứu từ phác thảo bước một đã hoàn chỉnh của phác thảo bước một rồi, thì ta lại nghiên cứu tiếp nâng lên phác thảo bước hai. Và lên bước hai nữa thì nên lại lên một một như ở đây nữa. Thì đó là cả một quá trình. Nó quả quá trình nó lại bao nhiêu thứ thay đổi. Nếu nói ra đây thì chúng ta khó khăn từng ngày một. Ta điều chỉnh từng ngày một. Thậm chí có thể có nhiều mảng mà ta đã vẽ xong rồi ta lại phải xóa đi vẽ lại. Tại vì một bức tranh tròn mà nó trải rộng lớn như này, để cho một người xem, để cho nó có lối nó nghiền mạch, thì lúc về mặt khó khăn, về mặt mỹ thuật, về nghiệp nghề nghiệp ấy, thì đến lúc kết thúc vẫn còn khó khăn. Mà đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa cho rằng nó hoàn thiện, còn tiếp tục phải đẩy nữa lên. Được biết là nhóm họa sĩ mà được ông lựa chọn để mà thể hiện bức tranh này đều có độ tuổi 8X và 9X. Lại vẽ một bức tranh về đề tài lịch sử có 102 như thế này, thì ông có thể chia sẻ về sự lựa chọn của mình về đội ngũ đó? Cái kíp họa sĩ vẽ tôi đây đúng là toàn là cái lứa tuổi 8X, 9X. Thậm chí có những cháu mà chiến thắng Điện Biên Phủ, bố mẹ cháu còn chưa sinh ra đời. Nhưng tôi đương nhiên lựa chọn những người này vẽ thì rất là khó khăn lúc ban đầu. Khó khăn bắt đầu là mình phải truyền đạt lại toàn bộ những cái gì mà mình muốn đưa các cháu lên Điện Biên, đi thăm toàn bộ các không gian trước khi vẽ. Cảnh quan sáng, trưa, chiều, tối, mùa hè, mùa đông, tất cả những cái để cháu thấm đẫm lại về cảnh về đêm. Và kể chuyện cho cháu từng cái chỗ này nó thế nào, ngày xưa nó là như thế nào, để có cháu hình dung lại tất cả những cái đó. Và phải chuẩn bị khoảng 1.500 cái ảnh tư liệu về cái chiến dịch Điện Biên Phủ này. Cái đầu tiên là phải truyền đạt lại cho nó về cái lòng yêu nước này, cái hiểu biết về lịch sử này. Thấm đẫm chưa? Thấm đẫm rồi. Thì lúc đó bắt đầu các cháu chuẩn bị vẽ. Rất mừng là các lớp 80 kia vẫn, người Việt Nam mình còn yêu đất nước mình lắm, còn yêu dân tộc mình lắm. Nếu họ không yêu dân tộc mình làm sao họ vẽ lên những cái này? Họ phải ngấm vào người họ chứ. Nhất là hội họa mà không ngấm vào mình thì làm sao mà truyền đạt từ óc mà ra tay được. Nên là đó thành công nhất của mình và mình vui nhất là mình đã xây dựng được một cái kíp của các cháu. Nó nghĩ về lịch sử mà nó vẽ lên lịch sử. Để qua đó mình thấy rằng là mình đã yên tâm lớp trẻ. Nếu mà nước ngoài hay ở Đông Ý mà chắc đây là những cái danh họa này là phải nổi tiếng lắm mới vẽ được những bức tranh này. Nhưng không, không phải. Đã có 4.500 nhân vật và rất là nhiều cái mô hình đắp nổi được thể hiện ở trong cái bức tranh này. Vậy thì xin ông có thể chia sẻ thêm về những ý tưởng này. Khi bức tranh này nó quá rộng, mà mình người Việt Nam mình để vẽ Tây, người nước ngoài, thì những cái phần cận cảnh là bọn tôi vẽ này tỷ lệ người 1:1. Đây là một cái bức tranh vẽ về chiến tranh thì đòi hỏi phải đợi sự thật là đông nhân vật. Nhưng có một điều là những nhân vật ở đây thì đa số thường là bọn tôi lấy chân dung từ những tư liệu ra, chứ không phải mình tự nghĩ. Mình thể hiện làm sao cái nét nghệ thuật để cho nó gần, cho nó sát, cho nó chuẩn, để cho người xem có mấy cái cảm xúc và cảm ứng. Đến thời điểm này thì có thể nói rằng là bức tranh toàn cảnh panorama tại Điện Biên Phủ thì đã cơ bản hoàn thành. Vậy thì ông có thể cho biết rằng là những cái ý tưởng từ ban đầu đã được thể hiện một cách đầy đủ và chân thực vào trong những bức tranh và có đạt được như mong muốn ban đầu không ạ? Thật ra mà nói thì khi đến bây giờ hoàn thành là nó cũng là nó quá với điều mong muốn ban đầu. Mình cũng không nghĩ là mình làm được như này. Tại vì càng làm thì nó cuốn hút vào đó rồi mình càng đẩy nó lên, mình phát huy nó lên thôi. Tại vì tôi nói này, đã ai vẽ bức tranh lớn đến bao giờ đâu. Chưa ai vẽ. Mọi người đứng ở trên xa thì nhìn người thế này thôi. Nhưng chúng ta đứng gần sát bức tranh, chúng ta không nhìn đến người nào cả. Nó cả một cục màu trước mặt. Nếu không có 3-4 năm luyện vẽ từ phác thảo được trước, không tài nào vẽ nổi.
Thế nhưng mà các lớp họa sĩ trẻ của chúng ta đã gồng mình lên, đã say sưa với nó và đã vẽ được ra đến lúc này. Thì đúng là bọn tôi cũng không nghĩ rằng, không thật ra mình quá sức, quá cái nghĩ của mình, nó lại thành ra thành quả như này. Vậy thì ông mong muốn truyền tải cái thông điệp gì đến với đông đảo công chúng khi bức tranh này được giới thiệu và quảng bá rộng rãi hơn? Tôi muốn gửi một thông điệp như này. Cái cuộc chiến này xảy ra rồi, thắng bại đã rõ ràng. Tôi muốn gửi một cái thông điệp cho tất cả mọi người biết, thậm chí cả cho cả thế giới hiểu. Dân tộc Việt Nam chúng tôi chiến thắng được cái chiến dịch Điện Biên Phủ này nhờ nằm sự đoàn kết cả một đồng lòng của cả một dân tộc, đã thực hiện đúng lời cha già chỉ đảm bảo, đó là Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người đã dùng những cái câu là đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Từ cái sự đại đoàn kết đó, chúng ta đã thành công, đại thành công. Không phải những đúng với chúng ta ở nước Việt Nam, mà tôi nghĩ rằng đúng với mọi nơi. Đó là cái sự đoàn kết. Mà tôi nghĩ rằng cuộc chiến này, tôi chỉ thấy là tự hào cái dân tộc mình là một dân tộc lúc ấy đang nghèo này, không có gì này, mà biết đoàn kết đồng lòng lại. Cuối cùng tóm lại là chỉ có một sự đoàn kết, đó là thắng lợi đấy. Bản thân ông có mong muốn và kỳ vọng gì đối với lại bức tranh toàn cảnh này? Đông đảo du khách sẽ được biết đến bức tranh này, được tận mắt chiêm ngưỡng và nhìn ngắm bức tranh này. Dân tộc Việt Nam quá được xứng đáng, được tự hào chứ. Nên là mọi người muốn đến đây thì mọi người đến đây xem, và tôi muốn mọi người đến rất đông, gửi lại như vừa nãy mà nói cái thông điệp đó cho mọi người, tất cả mọi người chúng ta cũng không nên nghĩ về chiến tranh nhiều quá, và nghệ sĩ đồng lòng đoàn kết để xây dựng một đất nước mình nó tốt lên thôi. Đấy. Và một điều nữa, tôi thì tôi đi nhiều, khi nói Điện Biên thì mọi người miền Trung, miền Nam, kể cả vùng cực Nam Bộ, người ta vẫn nghĩ mà Điện Biên là một cái sự nào đó, nó là một, phải nói từ gì nhỉ, người ta ngưỡng mộ cái mảnh đất này lắm. Tôi nghĩ rằng là nếu tới đây mà có đường hàng không mà nối được giữa đi từ các tỉnh, từ cái sân bay của cả nước mà về đây thì chắc rất nhiều đông khách. Không những mà tôi không nói bức tranh này, không có bức tranh người ta vẫn cứ đến cái mảnh đất này, mà có bức tranh này thì ta càng thêm để họ hiểu thêm về bức tranh. Bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ được vẽ bằng chất liệu sơn dầu trên nền vải toan. Bức tranh có tổng diện tích 3.225 m², đã tái hiện một cách đầy đủ, trực quan và sinh động về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Đây là bức tranh tường toàn cảnh có đề tài lịch sử lớn bậc nhất trên thế giới hiện nay. Bức tranh gồm 4 trường đoạn, tất cả được sâu chuỗi kết nối liền mạch theo diễn biến của chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Trường đoạn 1, toàn dân ra trận, tiêu biểu là hình ảnh trùng trùng từng đoàn quân, thổ hàng trèo non lội suối cung cấp lương thực cho tiền tuyến. Trường đoạn 2, khúc dạo đầu hùng tráng với điểm nhấn là trận Him Lam mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ, đòn đánh phủ đầu vào quân thù, khẳng định sức mạnh pháo binh của ta. Trường đoạn 3, cuộc đối đầu lịch sử với hình ảnh hầm hào dây thép gai, những trận đánh giáp lá cả và hình ảnh quả bộc phá phát nổ trên đồi cao A1 cho thấy sự khốc liệt của chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa. Trường đoạn cuối cùng, chiến thắng Điện Biên chính là khung cảnh hào hùng của chiến thắng lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu của quân và dân ta, với điểm nhấn là lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc hầm tướng De Gasperi. Bức tranh panorama chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một kiệt tác của hội họa, là kho tàng lưu giữ những hiện vật, hình ảnh chân thực, sống động về chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Vâng, thì một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Mạc và cộng sự của mình đã dành hết tâm huyết trong suốt 2 năm qua để hoàn thành được một bức tranh hoành tráng này. Chắc chắn đây sẽ là một cái không gian lưu giữ rất nhiều giá trị truyền thống cho mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng này. Và đó cũng là nơi để mà giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau thêm tự hào về đất nước mình, thêm tự hào về những chiến thắng mà mình đã giành được trong quá khứ.
và bỏ qua quá khứ để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Và cũng hy vọng rằng sẽ được đón ông Mạc và cộng sự của mình đến với mảnh đất Điện Biên Phủ anh hùng trong thời gian tới, để được tận mắt nhìn ngắm bức tranh của mình và sự tự hào của những người dân, những du khách khi mà được nhìn ngắm bức tranh này. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông và các cộng sự. Và chuyên mục của chúng tôi thì đến đây cũng xin phép được tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chuyên mục tiếp theo.